Anh em có câu hỏi gì liên quan là cái vấn đề nào mà chưa thông không ạ? Về giảng giải kinh. Đừng lo. Rồi đọc xong chưa? Anh em đọc cái đó chưa? Nó tùy theo cái Mác không phải là người dốt đâu nha. Mác là một môn đồ trẻ, là người đi theo chứ không phải là người được gọi giống như là Matthew hay là Văn hay là Peter. Mác là một môn đồ trẻ. Alo. Cái đó là Văn Mác. Cái đó là Văn Mát. Văn Mát là cái ông mà đi theo Baraba đó. Mát là một người môn đồ trẻ thôi, thời Chúa Giêsu. Mình xem ở đây nè. Trong đoạn 14 câu 51. Đó, khi mà Chúa Giêsu bị bắt á thì bỏ khăn lại ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng á. Đó, là ông Mát á. Ông này là Mát, là Mát môn đồ. Viết như chúng ta thấy là Tin Lành Cộng Quan đó là để cho chúng ta đọc và chúng ta có nhiều cái góc độ nhìn khác nhau, chứ không phải là Tin Lành Cộng Quan là chỗ này đúng chỗ kia sai. Giống như là một cái người mà đứng trước một bốn người đứng đứng trước cái tòa nhà, một người đứng trước tòa nhà, người bên hông, người sau, để mô tả cái tòa nhà đó, thì đó là cái góc độ để nhìn. Matthew viết cho người Do Thái, cho nên cái góc độ nhìn như vậy nè. Đó. Luca viết cho người ngoại là góc độ nhìn như vậy nè. Văn là viết cho mô tả về Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì là viết như vậy nè. Đó. Còn Mác là một cái người phục vụ, một đầy tớ, thì là nó viết như vậy đó. Cho nên là chúng ta sẽ khi đọc Tin Lành Cộng Quan đó, chúng ta sẽ thấy được nhiều cái góc độ khác nhau. Như hồi nãy cho anh em xem cái phần đó, và nếu chúng ta đã đọc rồi á thì anh em sẽ thấy rằng có những cái sự giống nhau khác nhau thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra một cái thử một cái bài này ha. Mình sẽ ghi ra những cái dữ liệu xung quanh đó. Bây giờ Matthew đoạn 8 đi. Matthew đoạn 8 câu 23 đến câu 27. Rồi ở đây là Mác. Và đây là Luca. Thì chúng ta sẽ ghi nhận lại ha. Mác đoạn 4 35 đến 41. Còn Luca 8, 22 đến 25. Bây giờ chúng ta ghi ra những cái dữ liệu xung quanh để chúng ta thấy có những cái điều mà cả bốn phương diện. Chúng ta xem nha, câu 23, kế đó Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Chúa xuống thuyền.
rồi về các môn đồ theo ngài. Tiếp theo, thình lình có cơn bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền nhưng ngài đang ngủ, tức là có bão. Giờ Chúa đang ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức ngài, thưa rằng lại Chúa xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Môn đồ đánh thức. Và cái lời cầu cầu xin của môn đồ là gì? Là xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Chúng tôi chết. Rồi. Ngài phán rằng hỡi kẻ đức tin, cớ sao ngươi sợ? Ngài đứng dậy, tức là ngài quở. Hai cái điều chú vợ, thứ nhất là ít đức tin, cớ sao sợ. Rồi Chúa ngài, ngài quở sóng gió, xin lỗi, ở trên là ngài phán không? Ngài phán. Còn dưới là ngài quở sóng gió. Ngài quở sóng gió. Yên lặng như tờ. Kết quả là gì? Là môn đồ ngạc nhiên. Rồi bây giờ chúng ta trở lại qua đoạn ba Mác. Đến chiều ngày ấy, ngài phán của môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Vậy ở đây là ai truyền lệnh? Truyền lệnh bờ bên kia. Chúa truyền. Qua bờ bên kia. Rồi. Khi cho dân chúng tăng về, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền, môn đồ đưa ngài đi. Môn đồ đưa ngài đi. Rồi có các thuyền khác nữa. Và thuyền khác. Có cơn bão lớn nổi lên, tạc vào thuyền nó đầy đầy nước. Ở đây có bão, ở đây có bão. Ngày đằng sau vừa đó mà ngủ. Chúa ngủ. Giống nhau, môn đồ đánh thức, Chúa dậy. Và nó, họ đánh thức, họ nói sao? Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết. Kêu cầu Chúa, thầy ơi. Thầy không lo chúng ta chết. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết. Ngài bèn thức dậy, quở sóng gió và yên lặng, yên đi lặng đi. Đây, ngài quở sóng gió yên lặng. Có. Rồi ngài phán cùng môn đồ rằng sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao? Này, sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao? Có. Kết quả, môn đồ kinh hãi lắm. Người này là ai mà gió biển luân lệnh người? Đó. Những cái tôi gạch gạch như vậy là gì? Là giống nhau. Rồi Luca chương 8. Một ngày kia ngài xuống thuyền với môn đồ. Đây Chúa xuống thuyền. Chúa xuống thuyền. Hãy qua bờ bên kia. Chúa truyền là hãy qua bờ bên kia. Khi thuyền đang chạy thì ngài ngủ, có cơn bão nổi lên trong hồ nước vào đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. Giống nhau, có bão, Chúa ngủ.
Câu 24, môn đồ bèn đến thức Ngài dạy rằng: thầy ơi, chúng ta chết. Vậy là giống nhau, phải không? Thầy ơi, chúng ta chết. Ngài thức dậy khiến gió, sóng biển bình tĩnh thì liền bình tĩnh yên lặng như tờ. Đây, có sóng gió yên lặng, có. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi bỡ ngỡ nói với nhau rằng: người này là ai? Đây, Chúa còn trách môn đồ đây. Và đây, giống nhau. Bây giờ chúng ta đã ghi ra được rồi cả ba cái phần kinh thánh. Thì bây giờ anh chị em xem nó có những bao nhiêu cái điểm chung, có bao nhiêu điểm chung. Chứ nhất những là chung nè, một cái một một chung nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, tức là năm cái điểm chung là giống nhau hoàn toàn đó. Đó rồi có Mác và Luca thì giống nhau nhiều hơn, đúng không ạ? À? Thầy ơi, không lo chúng ta chết. Bên đây là sao? Cứu chúng tôi hầu chết. Chúng tôi hầu chết mà thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết. Khác nhau hay giống nhau ạ? Như vậy thì hai cái này tường thuật gần như là giống nhau hơn là Matthew. Rồi. Ở phần trên á, những cái phần khác nhau nè. Ở đây là Chúa xuống thuyền. Ở đây Chúa xuống thuyền. À, cái này giống nhau luôn, đúng không? Chúa xuống thuyền. À, giống nhau luôn. Phần này giống nhau luôn. Rồi, các môn đồ theo Ngài. Bên đây là môn đồ đưa Ngài đi và thuyền khác. Cái này là hãy qua bờ bên kia. Ba cái này khác nhau rồi, đúng không ạ? Ở Matthew thì nói rằng là các môn đồ theo Ngài. Như vậy thì khi các môn đồ theo Ngài thì ai là người chủ động trong cái chuyến đi này? Là Chúa. Trong khi ở đây là các môn đồ đưa Ngài đi thì ai là người chủ động trong này? Thì là các môn đồ. Rồi ở bên đây là hãy qua bên kia, đó là Chúa truyền lệnh hãy qua bên kia. Như vậy thì Luca và Matthew thì lại nói rằng là chính Chúa truyền cái mạng lệnh đó, đúng chứ nào? Chính Chúa truyền mạng lệnh chứ không phải là môn đồ truyền mạng lệnh. Chúa truyền mạng lệnh cho môn đồ. Nhưng mà ở đây nó là môn đồ đưa Ngài đi và có thuyền khác. Thì chúng ta xem giữa ba cái dữ liệu mà chúng ta ghi ra thì cái nào chỗ này, cái nào là trọng tâm? Vấn đề môn đồ đưa Ngài đi hay là Ngài đưa môn đồ đi, thì cái phần này có phải là trọng tâm không? Có phải là trọng tâm cả câu chuyện không? Không. Nhưng mà trên thực tế là sao? Là hai cái phần này ghi là Chúa truyền cho các môn đồ. Tại vì Chúa lệnh thì các môn đồ mới đi được, chứ môn đồ không tự để đi. Đó, rồi chúng ta xem tiếp. Rồi tất cả đều giống, có bảo Chúa đang ngủ, môn đồ đánh thức. Ở đây nói là xin cứu chúng tôi hầu chết. Nhưng mà hai cái này đó là thầy ôi thầy không lo chúng ta chết. Thì chúng tôi hầu chết và cả hai cái này nói là chúng ta chết, có nghĩa là bao gồm cả thầy luôn, đúng không? Tức là trong sự hốt hoảng, cái sự sợ hãi của họ thì họ nói bây giờ thầy không lo là coi như là tiêu luôn, chúng ta tiêu luôn. Như vậy thì trong ba cái phần kinh thánh này thì chúng ta thấy hai phần kinh thánh đã nói về vấn đề là dùng cái từ là chúng ta, còn bên đây là chúng tôi hầu chết, xin cứu chúng tôi hầu chết. Có thể là tiếng Việt chúng ta khác, nhưng mà cũng có thể là tiếng Anh nó không khác, hay là gốc từ nó không khác, thì cái này đòi hỏi chúng ta phải tra cứu chúng tôi hay là chúng ta. À, chúng tôi tức là chỉ nói về một phía, một phía là thành phần môn đồ, nhưng mà chúng ta là bao gồm hết. À giờ thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tra cứu để coi coi trong cái gốc từ là dùng đó là cái gì. Bây giờ chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 8. Hay 10
dùng từ us. Để tôi ghi lại nha, cái từ chúng tôi này nè. Thì trong tiếng Hy Lạp đó từ là hemas. Đó, từ chúng tôi. 2248. À, đây là 2248. Thì cho đây nói về chúng tôi. Thì trong tiếng Anh thì nó vẫn là us ha, chỗ này là dùng là tiếng Anh là chữ us. Tức là chúng tôi là ngôi ngôi thứ ba, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta xem ở trong Mác đoạn 4. Câu 36. Câu 38. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Qua Luca cái đi, Luca đoạn 8. Cái chỗ này thì anh em phải tra cứu nha. Câu 24. Ở đây dùng từ we. Tức là khi nói về ví dụ như là us nè, him nè, hay là gì đó, tức là nói về cái ngôi không, ngôi thứ ba chứ. Quý không, quy thì ngôi sẽ thức sẽ nhiều, nhưng mà us là ngôi thứ ba số ít, ngôi thứ ba số nhiều luôn hả? Ngôi thứ ba số nhiều luôn. Thì ở đây đó, chúng ta thấy ở đây là nó là thầy không lo chúng ta chết, hay thầy ôi, thầy ôi chúng ta chết, hay là thầy không lo thì chúng ta chết. Thì cả cả ngôi số ngôi ngôi thứ ba số ít, xin lỗi, ngôi thứ nhất số nhiều và ngôi thứ ba số nhiều thì nó cũng đều nói về chúng ta, nó gần như là giống nhau hết chứ không có gì khác hết. Cái từ ngữ dùng như vậy thôi, nhưng mà nó cũng là nói về một cái nhóm người đó. Cho nên là chỗ này là thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết, thầy xin cứu chúng tôi hầu chết, thì trong đó bao gồm luôn cả thầy luôn. Là ý các một đang lo lắng là có nghĩa là chúng tôi kể cả, tức là tất cả những người trên thuyền chết. Thì giờ Chúa Giêsu thức dậy thì ngài mấy quả ở đây thì ghi là ngài phán với các môn đồ trước, rồi ngài quở sóng gió sau. Thì trước hay là sau thì tôi không quan tâm, nhưng mà ở đây là ngài quở sóng gió yên lặng như tờ, và ngài trách họ hai điều: ít đức tin và tại sao sợ. Đức tin và sợ nên nó liên quan về quy quyền, mà đức tin thì hai cái vấn đề này đó, theo anh chị em thì Chúa đã cho chưa? Cho rồi. Nhưng mà tại sao họ không vận dụng? Hai cái này đi liền với nhau. Khi mà chúng ta có đức tin mà chúng ta sợ thì đức tin nó không hoạt động được. Hoặc là nếu chúng ta có uy quyền nhưng không có đức tin thì nó cũng không xảy ra phép lạ. Trên đức tin và uy quyền nó phải đi đôi với nhau. Rồi bây giờ chúng ta xem có những điều không cần thiết để chúng ta đưa vào bài giảng giải kinh. Như là gì? Chúa xuống thuyền rồi các môn đồ theo ngài, hay là môn đồ đưa ngài đi, hay là hãy qua bờ bên kia với cái mạng lệnh của Chúa, thì cái điều này nó lại không phải là quan trọng. Nó là cái góc độ nhìn
và được ghi lại, nó không phải là cái yếu tố quan trọng để chúng ta châm bẩm vào đó và chúng ta giải kinh chỗ này. Nhiều người họ chụp mát đoạn 4 câu 35 41 giảng và họ giải thích chỗ này rất nhiều, là họ nói là tại vì các môn đồ đưa ngài đi cho nên mới gặp sóng gió. Còn nếu như để Chúa đưa đi thì không bao giờ gặp sóng gió. Nhưng tại vì sao họ giảng như vậy? Bởi vì họ không đọc Ma-thi-ơ và họ không đọc Luca. Vì Ma-thi-ơ và Luca Chúa ra lệnh cho họ phải đi. Nhưng mà họ lấy cái câu này nè, môn đồ đưa ngài đi, cho nên họ lấy câu này và họ giải kinh, giải kinh khủng luôn. Nhà đưa các môn đồ đưa ngài đi, cho nên có nan đề, bắt đầu họ áp dụng ngay hôm nay. Nếu chúng ta đưa Chúa đi là chúng ta sẽ gặp nan đề, sẽ gặp sóng gió, hãy để Chúa đưa chúng ta đi. Cái điều không quan trọng thì họ làm trở nên quan trọng. Em hiểu được vấn đề này không? Như hồi nãy chúng ta nói về cái trọng tâm của cái phần kinh văn muốn nói đến, cái nghĩa chính của nó muốn nói đến là không nói, không dùng tới, hay là không nghiên cứu tới. Còn cái chỗ không cần thiết thì lại nghiên cứu và mổ xẻ. Rồi bắt đầu họ đưa ra cái chỗ nữa là nếu mà có Chúa đi cùng á thì lúc nào cũng được phước hạnh hết. Còn nếu mà không có Chúa đi cùng á là nan đề sẽ xảy ra. Họ quên một điều là Chúa ở đâu trong chiếc thuyền này? Ngài có trong chiếc thuyền này không? Như vậy thì Kinh Thánh cho nói gì, vấn đề là gì? Có Chúa hay không có Chúa thì có nan đề không ạ? Chúa nói các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, hãy vững lòng ta thắng thế gian rồi. Chúa không nói việc các ngươi gặp hoạn nạn thế gian, nhưng mà có ta cho nên các ngươi không còn phải sợ. Hay là có ta đi với các ngươi là không có nan đề, không phải như vậy. Nhưng mà cho dẫu có nan đề thì có ta, thì các con sẽ vượt qua được cái nan đề đó. Tại sao? Vì ta mang cho con đức tin, ta mang cho con quý quyền. Con hãy vận dụng đức tin và quý quyền. Tôi ví dụ Chúa đã nói rằng gì? Là hết cả các quyền pháp trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy các ngươi hãy đi. Hay là Chúa nói là hãy lấy danh ta để đuổi quỷ, có nghĩa là ngày quỷ thác rồi. Thì đừng bao giờ anh em cầu nguyện rằng lại Chúa nhân danh Chúa Giêsu Chúa đuổi con quỷ trong người này ra khỏi con. Không, tại là quý quyền được trao rồi. Thì chúng ta nhân danh Ngài thì có nghĩa là có sự hiện diện của Ngài, và nhân danh Chúa Giêsu ta đuổi quỷ ra khỏi người này. Ta đuổi cái sự tổn thương cay đắng ra khỏi người này. Ta đuổi cái quyền lực, cái quyền cai trị và các thế lực ra khỏi người này. Được không? Đó mới là cái điều mình vận dụng đức tin và quy quyền một cách đúng đắn. Cho nên có người cầu nguyện rất là nghe rất là gì đó, thiên liêng. Chúa ơi con đuổi không được, nhưng Chúa chỉ cần đuổi một cái là con quỷ ra liền. Chúng ta nghe thấy rất là thiêng liêng đúng không? Nhưng mà có đúng lẽ thật không ạ? Không đúng. Không đúng lẽ thật. Lẽ thật là chính Chúa trao cái quy quyền chúng ta và chúng ta sử dụng cái quy quyền đó. Amen. À, anh em thấy giải kinh chưa? Dạ đúng rồi. Đức tin và quy quyền, chứ không phải là ai đưa đi hay là có Chúa trong thuyền hay không có trong thuyền. Không, bây giờ vậy nè, tập trung là hai cái chỗ này, cái này là trọng tâm của đoạn Kinh Thánh này, còn mấy cái kia là chỉ là cái chúng ta nhớ rằng là có những hồi nãy chúng ta học là có những cái điều là nó hỗ trợ, những cái ý nó hỗ trợ cho cái ý chính này, thì chúng ta không có tập trung vào cái ý phụ, mà chúng ta phải tập trung vào cái ý chính để chúng ta diễn giải đúng. Không? Vì lý do không học, không nghiên cứu, cho nên rằng cứ nghĩ rằng mình đúng nhưng mà thật sự là mình sai. Chính tôi cũng từng sai. Tôi sai chỗ này nè. Sai chỗ này. Tại vì tôi nghe mấy ông thầy tôi giảng hay quá. Chúng tôi cũng copy cái bài giảng lại. Anh em đừng bao giờ đưa Chúa đi. Hãy để Chúa đưa mình đi thì sẽ không bao giờ có năng đề. Giảng như đúng rồi vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì không phải. Nó không đúng như cái trọng tâm chỗ cái câu chuyện này Chúa muốn nói. Cái chỗ cái chế đá mà Chúa làm quá đứa thành rượu đó, Kinh Thánh nói rõ là Chúa làm phép lạ này để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Ồ, nhưng mà bắt đầu người ta giảng tùm lum hết trơn.
Chúng ta sẽ thấy một chục người giảng nó đều có một chục cái kiểu giải thích khác nhau. Trong khi cái điều mà Kinh Thánh nhấn mạnh về cái nội dung của cái câu chuyện quán nước thành rượu ở tại Cana, thì cứ Cana đó là có cái mục đích của Chúa rõ ràng. Không có một việc gì Chúa Giêsu làm mà không có mục đích. Nên anh chị em cầu nguyện cho thật kỹ, đọc thật kỹ thượng văn hạ văn để chúng ta nắm được cái cốt lõi của vấn đề, hầu cho chúng ta chia sẻ, chúng ta không sợ sai. Cho nên khi mà tôi sau này khi đọc lại Kinh Thánh thì bắt đầu tôi chia sẻ, tôi không có tập trung vào cái chỗ này nữa, không có tập trung chỗ này nữa, mà đây đức tin và quy quyền, đây là trọng tâm. Bây giờ nếu giả sử Chúa Giêsu không có trong thuyền này, nếu các môn đồ biết vận dụng đức tin và quy quyền thì quở sóng gió im không? Im. Rồi anh em tiếp tục, có anh em có cái khám phá thêm, phát hiện thêm một cái điều gì mà chỗ này cần nói không? Dạ. Yeah. Anh chị em thấy nè, là các thư tín hoặc là các sách phúc âm mà khi mà viết đó, mà chúng ta thấy dường như có những cái nó hơi mâu thuẫn nhau, nhưng thật sự nó không mâu thuẫn đâu, nó bổ khuyết cho nhau. Chúng ta đừng có đọc cái sách này và chúng ta chê cái sách kia, không có. Mỗi ví dụ như giả sử như Matthew ông viết như vậy, Mark viết như vậy, Luca viết như vậy, nhưng mà chúng ta xem cả ba cái chúng ta cộng lại thì nó bổ khuyết cho nhau để nó làm sáng tỏ vấn đề. Chứ đừng nói là ồ chỗ này vậy là ông Mark viết sai rồi, ông Luca là viết mới đúng nè. Như vậy thì vô hình chung là chúng ta cho rằng Kinh Thánh sai, nhưng mà Kinh Thánh chắc chắn Kinh Thánh không sai. Đó. Dạ, giờ mình nghĩ chưa tới thôi. Dạ đó. Được. Dạ. Ừ. Dạ. Trong khi tập trung này rõ ràng Chúa chỉ hai cái Chúa trách họ thôi, đức tin đi ở đâu, quy quyền. Tại sao người sợ? Đức tin và quy quyền, hai cái này hoạt động với nhau là hiệu quả. Đây. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nha. Vì sao? Ngày mai chúng ta sẽ học thêm 5 bước còn lại. Bây giờ cho anh em trở lại
chúng ta sẽ giảng luyện tập cái bài giảng. Ngày hôm qua anh em có thực hành cái giảng theo đề tài phải không? Buổi chiều hôm qua. Giảng theo câu gốc. Ok. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái bài về giảng câu gốc. Rồi anh chị em tối nay chúng ta sẽ làm một bài theo câu gốc. Tôi sẽ làm thêm một bài giảng theo tiểu sử nhân vật. Và anh chị em cũng sẽ chọn một bài tiểu sử nhân vật chúng ta làm. Bây giờ chúng ta sẽ một bài giảng theo câu gốc đi. Câu gốc bất kỳ anh em chọn. Anh em có thể chọn một câu gốc bất kỳ. Không, bây giờ nè. Anh em cho và tôi sẽ cùng làm với anh em. Anh em chọn một câu gốc. Con tôi nhì hả? Chứ này năm 17 hả? Dạ. Yeah. Anh cứ em cứ chọn chỗ nào cũng được, tại vì mình cứ căn cứ vào cái nguyên tắc là mình làm thôi. Cứ chọn đi, cứ chọn rồi chúng ta sẽ sửa. Đề nghị đi. Ok. Đây là giảng theo câu gốc đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta xem lại cái nguyên tắc giảng câu gốc là gì? Trước hết là chọn câu gốc, đọc kỹ câu gốc đúng không ạ? Rồi chọn cái chủ đề theo đề tài theo theo câu gốc, rồi phát triển sườn bài theo theo câu gốc, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái phần bên đây để chúng ta sẽ phân tích ra, mình ghi lại các dữ liệu ha. Con tôm nhì năm câu 17. Đây. Đây là câu gốc. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, nếu ai ở trong Đấng Christ, giờ gì nữa là tạo vật mới,
Rồi, những sự cũ qua đi, mọi sự đây bây giờ ai là người viết viết bản giỏi, viết lại cái sườn bài ngày hôm qua mà mình đã phát triển đó, ai viết chưa đẹp? Thấy có người chụp hình lại mà. Ai viết chữ không được, viết bên đây. Mình viết lại cái sườn bài bằng qua bên đây. Em có ghi lại mà, tôi thấy em có ghi lại mà. Huy lên ghi lại đi Huy. Rồi Huy lên viết đi Huy. Biết là cái bố cục ngày hôm qua, rồi chúng ta sẽ dựa vào bố cục đó, anh chị em sẽ điều chỉnh một chút là được. Không phải tất cả ngày hôm qua anh em đều sai đâu, nhưng mà tại vì ngày hôm qua mình không có thời gian để mình sửa, mình lướt qua luôn. Cho cứ ghi ghi đi rồi mình sửa sao mà. Điều hơn.
À vậy hả? Vậy thì có ai bổ sung không? Bổ sung. Tức là tóm tóm ý là cũng nhiêu đó. Rồi ngày hôm qua đó là chúng ta đang nói về khi mình chọn câu gốc thì mình phải chọn cái chủ đề theo câu gốc.
Vậy thì cái nội dung chính của cái câu gốc đó, khi chúng ta đọc nhiều lần thì cái câu này là nội dung chính là cái gì? À, tạo vật mới. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần sửa cái đề tài à. Đời sống tạo vật mới. Tạo vật mới. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển cái bố cục theo đề tài. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển bố cục thứ nhất. Bây giờ chúng ta bỏ để nguyên ở đây đi nha. Thì khi mình nói về tạo vật mới thì mình phải giới thiệu tạo vật mới là gì, hay là thế nào là tạo vật mới. Rồi cái câu hỏi thứ hai để đặt cho cái tiêu đề, cái tiêu đề thứ hai cho cái tạo vật mới là làm thế nào để trở thành tạo vật mới. Có thể dùng cái câu là làm thế nào để trở thành tạo vật mới, hoặc là điều kiện để trở thành tạo vật mới. À, hoặc là câu này ha. Rồi thứ ba, phước hạnh của tạo vật mới. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần mà chúng ta ghi ra. Ví dụ ở đây em ghi nè. Nếu ai nè, ở trong Đấng Christ nè, là tạo vật mới nè, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Rồi, thế nào là tạo vật mới? Thì ở đây anh em phải giải thích. Bên đây, điều kiện trong Đấng Christ, tính Đấng Christ. Cái phần này nè, là chúng ta đưa vào số 2 nha. Nếu như cái này là anh em làm nè, thì cái này là số 2 của cái này. Hay là điều kiện để trở thành tạo vật mới nè. Đó là ở trong Đấng Christ nè. Đó. À, chúng ta chưa có giới thiệu ở phần trên về tạo vật mới là gì, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa bằng tạo giới thiệu tạo vật mới thôi. Bây giờ số 1, tạo vật mới là gì, hay là thế nào là tạo vật mới? Muốn hiểu được tạo vật mới thì chúng ta biết cái tạo vật cũ. Tạo vật cũ đó là được là con người thiên nhiên được tạo nên, hay là nói cách khác là con người thiên nhiên. Hay là con người thiên nhiên được dựng nên bằng bụi đất, phải không? Sáng thế ký đoạn 2 câu số 7 à, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên người, hạ sáng khí vào lỗ mũi. Cái ý nghĩa thứ hai về nói con người thiên nhiên đó là con người phạm tội. Con người đã phạm tội cho nên nó luôn luôn có đời sống có tư tưởng chống lại Chúa, hay là vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự minh hiển của Đức Chúa Trời đó. Roma đoạn 3 câu 23.
cái con người cũ nữa đó, đó là con người ở dưới sự kiểm soát. Của Satan. Văn nhất đoạn 5 câu 19. Cái con người cũ đó là con người bị rủa xả bởi luật pháp. Con người tạo vật cũ nữa là con người hay chết, là thân thể hay chết. Roma đoạn 7 câu 14. Bị rủa xả bởi luật pháp. Galati đoạn 3 câu 13. Con người tạo vật cũ đó là khi con người phạm tội thì con người chống lại Đức Chúa Trời, có xu hướng chống lại Chúa. Con người tạo vật cũ là con người có bản chất của Satan. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3. Đây chúng ta thì có xu hướng chống lại Chúa hay là nghịch lại Chúa đó, là xác thịt chống nghịch lại Thánh Linh đó. Đó là Galati đoạn 5 và đoạn 7 câu 14. Roma đoạn 5 câu 16. Đó. Đó là chúng ta trình bày nói sơ qua con người cũ, không cần phải giải thích. Con người cũ là con người như thế nào? Đó là con người thiên nhiên được tạo dựng bởi bụi đất. Rồi con người cũ đó là con người phạm tội, luôn luôn có xu hướng phạm tội, con người ở kiểm soát của ma quỷ, ở dưới sự rủa xả của luật pháp. Thân ở trong cái thân thể hai chết, có xu hướng chống lại Chúa, dẫn chứng một số kinh thánh đọc lên ngắn gọn. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu trình bày là con người mới. Con người mới. Điều thứ nhất, con người mới đó là con người đã phải ở trong Đấng Christ. Con người ở trong Đấng Christ. Như vậy ở trong Đấng Christ là gì? Khi chúng ta khi ra tin, nhận, tin nhận Chúa Giêsu. Rồi ở trong thế nào là người ở trong Đấng Christ nữa? Chúng ta có thể xem thêm phần Kinh Thánh Văn Nhất đoạn 3 câu 24. Đó là ở trong lời của Chúa. Văn Nhất đoạn 3 câu 24 ha.
Như vậy thông qua việc tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình thì người đó sẽ được xưng là người, là một người công chính. Qua việc xưng nhận Chúa Giêsu thì người đó trở nên người công chính. Qua việc xưng nhận Chúa Giêsu thì trước mặt Đức Chúa Trời người đó là một người công chính, một người công chính hoàn hảo, hay là người thánh khiết, đó là con người mới. Như vậy ngược lại với con người cũ thì con người mới sẽ không kể là một tội nhân nữa. Bắt đầu anh em nó công bố lại cái điều này. Đó. Con người mới là con người không còn là một tội nhân nữa, không ở dưới sự kiểm soát của ma quỷ nữa. Chúng ta được dời từ tối tăm qua sáng láng. Anh em cần ghi không? Vậy là xóa trên tay được không ạ? Chúng ta đang ở đây, tức là chúng ta mới có số 1 phải không? Vậy con người mới là con người không còn ở dưới kiểm soát của ma quỷ nữa, mà con người mới được dời. Chúng ta ghi cái hoa thị thứ hai nè. Người mới thì người đó được dời từ tối tăm qua sáng láng. Ở trong Cô-lô-se đồng 1 câu 14 13, 14 rồi người mới này được dựng giống như có bổn tánh Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 4, 24 rồi người mới ở đây nói rằng không còn bị sự rủa sả nữa, nhưng mà vượt sự rủa sả đến phước hạnh. À, như vậy chúng ta hơi bị nhầm chút xíu, tức là bây giờ chúng ta sẽ triển khai luôn cái số 2 rồi. Anh bị nhầm một chút. Bây giờ anh chị em trở lại chút xíu nha. Tức là ở đây phần đầu là chúng ta giới thiệu bạn, đây là con người cũ này. Và làm thế nào là con người mới? Thì chúng ta giới thiệu đơn giản hơn cái con người mới đây. Rồi làm thế nào để trở thành con người mới? Thì ở đây mới là tin Chúa nè. Chúng ta lo mãi triển khai mà không có để ý đến cái câu. Bây giờ làm lại cái này nha. Thế nào là tạo mặt mới? Rồi thì giới thiệu tạo vật cũ nè. Rồi con người mới là con người ở trong Đấng Christ, hay là con người mới là con người giống Đấng Christ. Ngắn gọn vậy đi. Con người mới là con người giống Đấng Christ. Rồi cái tin này sao chúng ta để sao? Được sanh lại và giống Đấng Christ, được sanh lại. Và giống Đấng Christ. Đây, chúng ta qua phần 2. Số 2 là làm thế nào để trở thành tạo vật mới. Làm thế nào để trở thành tạo vật mới? Thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Tin Chúa, nhận Chúa, ở trong lời. Đó. Làm thế nào để trở thành tạo vật mới? Tin nhận Chúa,
Tin Chúa, nhận Chúa ở trong lời. Rồi bắt đầu phước hạnh của tạo vật mới. Và thứ nhất, đó là những sự cũ qua đi. Thứ hai là mọi sự trở nên mới. Thì những sự cũ qua đi này chúng ta có thể ghi là gì? Chẳng hạn như là được tha thứ, không còn ở trong, không ở dưới quyền, ma quỷ, không bị định tội, được Chúa ngài gánh, bệnh tật, sự rủa xả. Rồi bây giờ mọi sự trở nên mới thì bao gồm cái gì? Thì hồi nãy chúng ta có ghi ở phần trên đó. Bổn tánh mới. Bổn tánh mới thì chúng ta có ghi là Phi Rơ Nhì đồng 1 câu 4. Rồi Ê-phê-sô 4 câu 24. Vương quốc mới. Cô-lô-se đồng 1 câu 13, 14. Được có uy quyền. Luca 10 câu 19. Đồng cai trị. Ê-phê-sô đồng 2 câu 6. Gì nữa? Được yêu thương. Rồi được sự sống đời đời. Có nghĩa là ở cái chỗ mọi sự trở nên mới rồi nè. Nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, nhưng mà chúng ta có thể dùng một số cái chính thôi để chúng ta lột tả thôi. Đặc biệt á là nhấn mạnh về cái bổn tánh, uy quyền và sự sống. Ba cái đó là cái chính của cái con người trở nên người mới. Chắc chắn một điều là chúng ta sẽ làm bài thứ ba thì nó sẽ khác hơn bài thứ hai. Là càng làm thì anh em sẽ thấy nó hiệu năng hơn, nó dễ hơn, sáng hơn. Rồi chúng ta giải lao tí xíu đi rồi chúng ta sẽ trở lại.